creation. Life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Dạ nhóc gì nữa này. Hello hello các bạn, giờ tối đang ăn hủ tiếu nè, có cậu Tiêu Lùng đang ăn hủ tiếu nè, tiếu nè thịt quá trời luôn, cậu Tiêu Lùng má, cậu Tiêu Lùng má, bà nội su su, bà ngoại tùng lâm, để mấy đứa nhỏ đi chơi hết rồi. Nhà còn hai người không? Tùng Lâm đi hấp 10 rồi. Su Su đi du ngoại rồi. Ở nhà bà nội với cậu Tư Lùng, chú Tư Lùng nấu hủ tiếu ăn. Ôi, ăn nhỉ nhằn không? Ăn hết trơn tô rồi, tô mình coi hình nè. Đầu nó kìa, bù hậu, mặt mày nó kìa. Mồ hôi rồi. Thấy nó mồ hôi không? Quá chừng luôn rồi. Kêu ăn phụ chia bớt rồi. Nhiều quá mà Lùng không chịu. Tô nó một tô đầy nhóc rồi. Tụi ăn hết trơn rồi mình còn. Thịt gà nè mấy bạn ơi. Đó. Bây giờ ăn tiếp tục cho hết. Bây giờ chấm ớt. Thêm nữa hả? Đi ăn nó bút súp thật gà. Bye bye các bạn, mình ăn tiếp đây. Gói xác một tiếng ăn mì cũng được, bị gói cho chồng ăn được.